thể theo yêu cầu của 9.000 anh em ở trên TikTok, hôm nay mình sẽ đi gặp Neymar nha. Đi. Theo như quy định của FIFA thì mỗi một đội trước khi tập luyện thì thông thường là sẽ mở cửa khoảng 15 phút dành cho phóng viên đến tác nghiệp. Và mọi người có thể thấy rằng là hiện nay có rất là nhiều phóng viên đã tới để trông ngóng mình đợi xem đội tuyển Brazil tập, cũng như là có rất là nhiều những nhân vật hot giống như là Neymar nè, Anthony nè. Và rồi không uổng công chờ đợi, Neymar đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ xem những màn trình diễn của Neymar và đồng đội nha. Mọi người cũng biết rồi đó, sau cái trận mà Brazil gặp Serbia thì là Neymar đã bị chấn thương rồi. Và trong hai trận tiếp theo của đội tuyển Brazil là Thụy Sĩ và Cameroon thì Neymar sẽ không có mặt được. Bởi vì cái kết quả mà chụp cắt lớp thì cho thấy là chấn thương dây chằng ở mắt cá chân phải của Neymar bị sưng tấy lên. Và Daniel thì cũng bị một chấn thương ở mắt cá chân trái. Thế là hai cầu thủ này sẽ bị vắng mặt trong các trận tiếp theo rồi. Bây giờ thì người hâm mộ của đội bóng Brazil thật sự là rất là lo lắng á, bởi vì không biết rằng là tình hình của Brazil sẽ như thế nào trong những trận tiếp theo khi mà thiếu hai cái trụ cột này. Còn chúng ta thì cứ theo dõi nha. Rồi, thể theo yêu cầu của 9.000 anh em TikTok, Quý đã chia sẻ những hình ảnh tập luyện của Neymar rồi nha. Mọi người có muốn xem mai nữa không nè? Tạm biệt mọi người.